Xin mời mở kinh văn Khoa hội thứ 21 Kinh văn hàng thứ hai Xem từ Nguyện thứ 28 Ngã tác Phật thời Quốc trung Vô bất thiện danh Sở hữu chúng sanh Sanh ngã quốc giả Giai đồng nhất tâm Trụ ư định tụ Đây là Đoạn thứ 8 Của bổn nguyện A-di-đà Phật Sanh hoạt pháp ích Nói rõ giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc có được lợi ích Đoạn thứ bảy phía trước Từ nguyện thứ 18 Mãi đến nguyện thứ 27 Tổng cộng có 10 nguyện Vì chúng ta nói rõ Nghe danh Đạt được công đức lợi ích thù thắng Cái đoạn lớn này Đã giải thích qua với các vị rồi Ngày hôm nay Chúng ta xem tiếp Giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Lợi ích thù thắng Không gì bằng Hướng xuống phía sau Có chính nguyện Thứ nhất Chính là Nguyện thứ 28 Ngã tác Phật thời Quốc trung Vô bất thiện danh Tên mà còn không nghe đến Đương nhiên việc bất thiện Quả báo của bất thiện Chắc chắn không có những gì là bất thiện ở cái thế gian này của chúng ta những việc bất thiện thì quá nhiều quá nhiều như chúng ta mỗi ngày trên báo chí truyền thanh đã xem thấy những tai nạn quá nhiều đây là quả báo bất thiện quả báo bất thiện vì sao mà có đồng tu học phật chúng ta thường hay đọc kinh thế tôn nói với chúng ta là do nghiệp bất thiện mà cảm ra những chỗ này chúng ta phải đặc biệt lưu ý nghiệp nhân quả báo là chân tướng của vũ trụ nhân sanh Tôi nói chúng sanh Không nói nhân sanh Nếu như nói nhân sanh Ở trong 10 pháp giới Chỉ có pháp giới người Nói chúng sanh Thì bao gồm cả 10 pháp giới Trồng nhân thiện Thì được quả thiện đây là chân lý là chân tướng sự thật quả báo thế giới tây phương cực lạc thật thù thắng trong tất cả cõi nước chư phật đều không thể so sánh nguyên nhân ở trong đây chúng ta cũng đã xem thấy ở trên kinh rất nhiều Thế giới Tây Phương cực lạc Là cõi nước mới hình thành A-di-đà Phật Thành Phật đến nay Mới chỉ có 10 kiếp Do đây có thể biết Các cõi nước chư Phật khác Đều trải qua vô lượng kiếp Thế giới cực lạc là thế giới mới hình thành do nguyện lực của a di đà phật thành tựu các cõi nước chư phật thông thường mà nói là do nghiệp lực của chúng sanh cùng nguyện lực của phật như vậy mà thành tựu thế giới tây phương cực lạc là nguyện lực của a di đà phật thành tựu mười phương thế giới tất cả chúng sanh này Cùng nguyện lực di đà tương ưng Bạn mới có thể giảng sanh Cho nên Điều kiện giảng sanh Của thế giới Tây Phương cực lạc Ở trên kinh này Thế Tôn rõ ràng nói với chúng ta Phát tâm Bồ Đề Một lòng chuyên niệm tổ sư đại đức nhiều đời căn cứ kinh giáo nói với chúng ta tâm tịnh thì cõi phật tịnh câu này cùng trên kinh nói phát tâm bồ đề một lòng chuyên niệm là một ý nghĩa do đây có thể viết Điều kiện chân thật giảng sanh Thế giới Tây Phương cực lạc Chính là tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh Cảm ra Cõi nước Phật Niệm Phật Nếu như tâm không thanh tịnh Không thể giảng sanh Cho nên người niệm Phật nhiều Người giảng sanh ít Đây là chúng ta phải ghi nhớ Dạng nhất không nên hiểu sai đi ý nghĩa mà trên Kinh Phật đã nói Đến tương lai Không có được loại quả báo thù thắng này Dạng nhất không nên hiểu lầm Thích Ca Mâu Ni Phật A-di-đà Phật gạt tôi Tôi ngày ngày niệm Phật đến sau cùng Tại vì sao vẫn không thể giảng sanh Là bởi vì Bạn không hiểu rõ Ý nghĩa chân thật của niệm Phật Bạn hiểu sai đi ý nghĩa của Phật Hiểu lầm ý của Phật Chỉ có thể trách chính mình Không thể trách người khác Cho nên Phật Ở trong tất cả kinh luận Đại Thừa thường hay khuyên bảo chúng ta Phải thâm giải nghĩa thú Có thể thấy được Kinh Phật Chúng ta đọc tụng Là giai đoạn thứ nhất Giai đoạn thứ nhất là Nhớ thuộc Kinh Văn Tu tâm thanh tịnh Chúng ta trong lúc giảng giải Đã nói qua nhiều lần Đọc Kinh là giới định huệ tam học một lần hoàn thành. Sau khi đọc thuộc kinh rồi, giai đoạn thứ hai là cầu giải. Không những phải cầu giải, Phật dạy chúng ta phải thâm giải. Giải không được sâu không được, phải giải được sâu thâm giải nghĩa thú nghĩa là đạo lý trong kinh đã nói thú là phương hướng hướng đi mà trên kinh đã nói thông thường người học phật chúng ta có thể làm đến được độc tụng thì không tệ Thâm giải nghĩa thú Chưa làm được Chúng ta đọc tụng Niệm Phật Có được chỗ tốt hay không? Có chỗ tốt Không thể nói không có chỗ tốt Thế nhưng giảng sanh Không thể nắm được phần Cũng có người giảng sanh Nguyên nhân này do đâu? Đó là trong đời quá khứ Thiện căn phước đức, nhân duyên, chính mùi Ngay đời này tuy có độc tụng Niệm Phật không hiểu được nghĩa Họ cũng có thể giảng sanh Đây là được nhờ vào thiện căn phước đức Của đời quá khứ Chúng ta phải rõ ràng. Do đó, tuy không hiểu được nghĩa, họ cũng có thể chuyên tâm độc tụng, nhất tâm trì danh, họ đạt được tâm thanh tịnh. Cho nên, không luận làm thế nào giảng sanh, đều là tâm thanh tịnh. Nếu như tâm của chính chúng ta không thanh tịnh, vì sao không thanh tịnh vọng tưởng vẫn còn nhiều Phân biệt chấp trước vẫn còn nhiều Khởi tâm động niệm Vẫn cứ là tự tư tự lợi Vẫn cứ không thể lìa khỏi Danh vọng lợi dưỡng Năm dục sáu trần Vậy phải làm sao Vậy nếu nghe lời Phật mà nói Thâm giải nghĩa thú bạn đối với những đạo lý Ở trong kinh Phật đã nói Bạn giải được sâu, giải được thấu triệt Tự nhiên liền buông xả Đem vọng tưởng Phân biệt chấp trước của chính mình Vậy mới có thể buông xả Buông xả thì có thể giảng sanh Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này Buông xả cái gì? Cái này trên kinh nói buông xả tất cả bất thiện Thiện căn phước đức của chúng ta Liền đầy đủ Liền đạt đến Tiêu chuẩn yêu cầu Giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Tịnh Tông Các vị đều biết Đới nghiệp giảng sanh Buông xả tất cả bất thiện Đây chẳng phải là đới nghiệp hay sao Xin nói với các vị Vẫn là đới nghiệp Bạn buông xả tất cả bất thiện Đây là duyên Bạn mang đi là cái gì Mang đi là tất cả chủng tử tập khí bất thiện chủng tử còn bạn không đem nó tiêu trừ cho nên vẫn là thuộc về đới nghiệp giảng sanh cái ý này chính là nói rõ đới nghiệp là có thể mang chủng tử tập khí quyết không mang nghiệp hiện hành mọi người giảng nhất không nên hiểu sai hiện tại ta vẫn tạo tất cả nghiệp bất thiện cái này thì không thể mang đi cái này chắc chắn là chướng ngại tuy là có ác nghiệp những chủng tử tập khí của nghiệp bất thiện có chủng tử tập khí nó không phát tác nó không khởi tác dụng cái này có thể mang đi nếu chủng tử tập khí thường hay phát tác phát tác gọi là hiện hành đó là chướng ngại của bạn giảng sanh cho nên tu hành mọi người phải đặc biệt chú ý ý nghĩa chân thật của hai chữ này tu là cải sửa là chỉnh lý hành là hành vi sai lầm hành vi bất thiện việc này nhà phật gọi là hiện hành phải đem cái này tu sửa lại Chúng ta niệm Phật Mới có thể giảng sanh Việc này phải tu bằng cách nào Tôi nghĩ Các đồng tu chúng ta Đều rất là quan tâm Buổi tối hôm nay Chúng ta vốn dĩ muốn mời một vị nữ tu của thiên chúa giáo bà gần đây đang xem kinh phật đại khái đã xem qua phật kinh một thời gian tương đối rồi rất là kính ngưỡng đối với phật pháp cư sĩ lý mộc nguyên mời bà đến nghe kinh Buổi tối hôm nay bà phải lên lớp Để dạy Cho người khác Vì nữ tu này năm nay trăm lẻ một tuổi Bà sanh vào năm 1900 Năm nay là năm 2000 Buổi tối hôm nay phải đi dạy Bà dạy người khác Tôi nghe nói có một người như vậy Bởi vì bà nhờ Cư sĩ Lý Mộc Nguyên hỏi thăm tôi Bà đang xem sách của tôi Nghe băng đĩa của tôi Giảng kinh Cho nên tôi nghe nói có một người như vậy Tôi đi thăm bà Sau khi thấy bà Tôi rất là kinh ngạc Tôi thấy Bà không giống người 50 tuổi Đại khái chỉ chừng khoảng 40 mấy tuổi Cho nên nếu không đem chứng minh thư ra Để cho bạn xem Làm sao có thể tin được bà 101 tuổi Cho nên bà nói với mọi người chúng ta Bà là một người thanh niên 101 tuổi nghe nói năm rồi báo tin tức đã từng phỏng vấn bà trên báo chí đã đăng một bài viết nói về bà rất lớn tôi đặc biệt mời bà đến để làm gì đến vậy chúng ta làm thế nào tu học xa lìa tất cả bất thiện bà làm được rồi cả đời bà thành lập mười mấy cái viện dưỡng lão ở singapore ở các khu vực quốc gia khác ngay phi châu đều có cả đời chăm sóc người già chăm sóc người bệnh Bà là một y tá Bà nói với tôi Khi bà hơn 50 tuổi Khi sắp gần 60 tuổi Bà mới đi đến nước Anh để học hậu lý Ở ngay trong mấy mươi năm này Bà một ngày ăn một bữa Nửa ngày ăn một bữa bà là ăn trường chay Bà vừa sanh ra là đã ăn trường chay Người thấy mùi tanh thì nôn ra Người Trung Quốc chúng ta gọi là Chai từ trong thai Một ngày ăn một bữa Bà chỉ ăn rau xanh Bởi vì bà chỉ sống một mình Không có người chăm sóc bà Bà còn chăm sóc người khác Đời sống rất là đơn giản có lúc thì ăn rau xanh sợ phiền phức có lúc rau xanh dùng nước nấu không ăn dầu không ăn muối không ăn đường bao gồm tất cả phối liệu có mùi vị bà thầy đều không ăn hoàn toàn hồi phục đại tự nhiên tâm địa thanh tịnh không nhiễm một trần chúng tôi hỏi bà bà có khởi tức giận hay không không có từ trước giờ chưa từng khởi tức giận bà nói với tôi khởi tức giận khởi tức giận một phút phải ba ngày mới có thể hồi phục lại bình thường lời nói này tôi hiểu cái thân thể này của chúng ta kỳ thật mà nói cũng giống như địa cầu vậy hỷ nộ ai lạc đều sẽ làm cho sinh lý của chúng ta sản sinh ra chấn động không bình thường hiện tại chúng ta gọi là địa chấn chấn động không bình thường muốn làm cho cái chấn động này hồi phục là cần phải có thời gian hồi phục bình thường cần phải có thời gian tức giận đây là chấn động rất nghiêm trọng chấn động lớn Hoan hỷ Hỷ là chấn động nhỏ Thường chúng ta gọi là Địa chấn phân cấp Đó là cấp 1, cấp 2, cấp 3 Nỗi sân hận Đại khái là phải cấp 8, cấp 9, cấp 10 Chấn động lớn một chút Phải 3 ngày thân thể của chúng ta Mới có thể hồi phục lại bình thường Cho nên Nếu bạn thường hay nổi tức giận bạn vĩnh viễn không thể hồi phục lại bình thường Hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng Cho nên tuổi thọ của bạn rút ngắn Sau khi tôi thấy bà rồi Tôi mới nghĩ ra Lúc trước Lão Sư Lý thường hay nói với chúng tôi Y học của Trung Quốc Không phải trị bệnh Là nói cái đạo trường sanh Căn cứ theo trong sách y Y học thời xưa Như trong Hoàng đế nội kinh Linh Khu đã nói Thọ mạng của người chỉ ít phải hơn 200 tuổi Người sống 200 tuổi là bình thường Bạn biết bảo dưỡng Bạn hiểu được cái đạo trường sanh Cho nên 200 tuổi là bình thường Sống 300 tuổi, 400 tuổi, 500 tuổi đều có thật có không phải là giả Đó là hoàn toàn hiểu được Điều thân, điều tâm Hiểu được cái đạo dưỡng sanh Nếu như bạn không sống được 200 tuổi Đều là bạn chính mình Không biết bảo dưỡng sức khỏe của chính bạn Cho nên chúng tôi một nhóm người Đến thăm viếng hỏi bà Vậy bà xem thấy Ở trong xã hội có rất nhiều những việc làm ác người tạo ác trong lòng của bà có cảm giác thế nào bà nói với chúng tôi bà xem thấy người ác xem thấy việc ác cũng giống như bình thường chúng ta đi ở trên đường vậy xem thấy một số người không hề quen biết vậy không để trong lòng không có chút ấn tượng nào các vị đi ngoài đường người trên đường đi qua đi lại bạn có ấn tượng gì không không có ấn tượng bà nói bà thấy tất cả người ác nhìn thấy tất cả việc ác cũng giống như hiện tượng này hoàn toàn là không lưu lại ấn tượng bà làm đến được cái điểm này xem thấy người thiện việc tốt bà sẽ ghi nhớ vì sao vậy học tập với họ cho nên vị lão nữ tu này chúng ta giảng kinh thường hay nói thiện tâm thiện niệm thiện hạnh Bà viên mãn làm đến được Bà rất là ngưỡng vọng Phật Pháp Bà hỏi tôi Bà có tư cách làm đệ tử Phật hay không? Tôi nói với bà Bà Tam Quy, Ngũ Giới, Thập Thiện Đều đã đạt đến điểm 10 Không có chút nào khém khuyết bà là một đệ tử nhà phật tiêu chuẩn nhà phật trọng thực chất không trọng hình thức bà tuy là không có hình thức bà là thực chất đệ tử phật đệ tử phật chân chánh chư phật hậu niệm long thiên thiện thần bảo hộ chúng ta ngày ngày ở đây giảng còn người ta làm được rồi làm đến được tròn đầy viên mãn một chút tâm tư riêng cũng không có chân thật như trên kinh kim cang đã nói lìa tất cả tướng tu tất cả thiện tất cả tướng trên kinh kim cang nói được rất cụ thể ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả tướng bà lìa khỏi bà chân thật làm đến được vô ngã khởi tâm đồng niệm đều là nghĩ đến người đáng thương của thế gian làm thế nào để giúp đỡ họ bà nói với chúng tôi chính mình mấy mươi năm qua không dùng đến tiền tiền hoàn toàn không hữu dụng đối với bà thế nhưng người tặng tiền cho bà rất nhiều bà nói những người đó vì sao phải đưa tiền cho tôi là muốn tôi làm việc tốt thay cho họ cho nên bà thường hay ra bên ngoài xem thấy có người nghèo khổ không có tiền trả tiền thuê nhà không có tiền trả tiền điện nước bà liền giúp đỡ họ mỗi ngày vì tất cả chúng sanh khổ nạn giải quyết vấn đề chúng ta thường nói nhật hành nhất thiện bà một ngày luôn phải làm mười việc thiện trở lên thân tâm thanh tịnh đời sống đơn giản như vậy quần áo trước giờ chưa mua bộ nào quần áo là nhặt quần áo cũ của người khác người ta bỏ đi không cần nữa bà nhặt lại mặt chân thật gọi là phẫn tảo y tại vì sao không mua một bộ quần áo mới tôi hỏi bà bà nói nếu tôi đi mua một bộ quần áo mới tôi xem thấy thế gian còn có rất nhiều người không có ăn không có mặt tôi mặc một bộ quần áo mới mặc được rất dễ coi cảm thấy có lỗi với những người khổ nạn đó Người ta giữ cái tâm gì vậy? Tôi xem thấy nơi ở của bà Sạch sẽ gọn gàng Không nhiễm một trần Chính mình chỉnh lý Ưa thích đọc sách Trên giá sách để không ít sách Chỉnh tề ngăn nắp Bà là người Triều Châu Bà nói được tiếng Triều Châu Biết được tiếng Quảng Đông Đi học ở nước Anh Biết Anh ngữ, Hoa ngữ Tôi nhất định sẽ mời bà đến đây Để gặp mặt với mọi người Vì chúng ta để làm chứng minh Con người đích thực có thể sống 200 tuổi Cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói Bà sống thêm 100 tuổi nữa chắc chắn không thành vấn đề Nếu bà giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Nhất định là giảng sanh thượng thượng phẩm Thiện mà Thế giới Tây Phương cực lạc Không có danh từ bất thiện Hiện tại bà đã không có danh từ bất thiện Ở trong viện dưỡng lão Nếu cùng với những đồng sự Có sự sự không tốt Bà không hề nói lỗi lầm của người khác Bà nói cho chính mình Không biết cách làm người Không biết cách làm việc Làm cho người khác không ưa thích Quyết không nói lỗi lầm của người khác Không phải người thông thường có thể làm được lục tổ đã nói trong đàn kinh nếu là người chân chính tu hành thì không thấy lỗi người thế gian đây là chúng ta chính mắt nhìn xem một người như vậy không thấy lỗi thế gian không thấy lỗi người khác chỉ thấy lỗi chính mình chúng ta ở trên đàn kinh đọc được là đại sư huệ năng ngày nay chúng ta chính mắt xem thấy có một người như vậy không thấy lỗi người khác chỉ thấy lỗi chính mình trong tâm không có chút nào ý niệm bất thiện đây là người chân thật tu hành nhiệt tâm giúp đỡ người khác hôm đó bà biểu diễn cho chúng tôi xem biểu diễn gân cốt cho chúng tôi xem bạn xem thử cho nên làm gì giống một người già Bà tự xưng là một người thanh niên 101 tuổi Biểu diễn gân cốt cho chúng tôi xem Toàn thân mềm mại Tôi hỏi bà sinh hoạt bình thường Bình thường thời gian bà tỉnh tọa nhiều Khi tỉnh tọa không có một vọng niệm nào Cho nên ngày nay chúng ta đọc đến cái nguyện này Quốc vô bất thiện Bà hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn này của a di Đà Phật Chỉ cần muốn giảng sanh thì liền được đi Đầy đủ điều kiện Chúng ta phải nên học tập Học bằng cách nào? Ở ngay trong cuộc sống thường ngày Chúng ta đối với tất cả người, tất cả việc, tất cả vật Chỉ nghĩ việc tốt của người khác quyết không nghĩ đến việc ác của người chỉ xưng dương cái thiện của người khác quyết không nói cái ác của người khác bổn kinh trong phần tựa ở phía trước chúng ta đã đọc qua phật dạy chúng ta tu học trước tiên dạy chúng ta khéo giữ ba nghiệp câu thứ nhất Khéo giữ khẩu nghiệp Không nói lỗi người Khéo giữ thân nghiệp không phạm oai nghi Khéo giữ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm Chúng ta xem thấy ba làm được Năm giới mười thiện Bà chân thật đạt được điểm mười Tôi nói qua với cư sĩ Lý Chúng ta phải làm một lần phỏng vấn Đối với bà Chúng ta làm ra một cái đĩa Ghi hình cho bà Giới thiệu đến toàn thế giới Ngày nay chúng ta giảng Phật Pháp Có người không tin tưởng Nói trường thọ mọi người đều vui mừng Các vị có muốn trường thọ hay không? Có muốn làm người thanh niên trăm tuổi hay không? Nếu bạn muốn làm người thanh niên 100 tuổi Bạn xem qua người ta làm như thế nào Cho nên việc này trên kinh nói Người học Phật không già Thật không già Không những không già Còn không chết Một chút cũng không giả Bà không sợ chết Bà biết được Sau khi chết sẽ có được một nơi rất tốt để đi Hân hoan vui vẻ Một chút lo sợ cũng không có Chính mình đã nắm chắc Cũng chính là Thiện tâm, thiện niệm, thiện hạnh Người thuần thiện Cho dù không cầu sanh Tây Phương tịnh độ Quyết định sanh thiên Thiên nhân không phải người phàm Chúng ta chân thật là rất có phước báo. Ở Singapore đã có một kiến chứng thật tại. Một chứng minh tốt đến như vậy. Tối hôm nay bà phải đi lên lớp dạy học, nếu không thì bà nhất định đến. Bà đi dạy người ta tỉnh tọa cho nên tuổi tác lớn như vậy công việc của bà cũng giống như người thanh niên vậy vẫn là rất bận rộn đây là chúng ta nói ra một chứng minh rõ ràng tăng thêm tính tâm của chúng ta có lẽ có đồng tu hoài nghi Trên Kinh Di Đà nói Kỳ Phật quốc độ Thượng vô ác đạo chi danh Hà huống hữu thật Thị chư chúng điểu Giai thị a di đà Phật Dục linh pháp âm tuyên lưu Biến hóa sở tác Thế giới Tây Phương cực lạc Có các chim nói pháp Vì chim đó chẳng phải là súc sanh hay sao Súc sanh là ác đạo Súc sanh là ác danh vậy có trái ngược với nguyện này hay không không có các chim của thế giới tây phương cực lạc là do a di đà phật biến hóa mà có không phải là thật chim là a di đà phật cho nên ở thế giới cực lạc đúng như trong phẩm phổ môn đã nói đáng dùng thân gì để độ thì hiện ra thân đó để độ vì đó mà nói pháp có một loại chúng sanh Nhìn thấy Phật Cảm giác rất bị câu thúc Nhất định phải khóa quy củ Ngồi ở nơi đó nghe kinh Không dám buông lung Nếu như chim ở trên cây giảng kinh nói Pháp Họ có thể nằm ở nơi đó Một mặt thưởng thức Vì không bị câu thúc rồi Họ liền cảm thấy rất tự tại Bạn xem A-di-đà Phật rất từ bi mãn cái nguyện dòng của bạn, không chỉ chim nói pháp, gió thổi, cây rung cũng đều nói pháp, nước chảy cũng biết nói pháp, sáu trần đều nói pháp. Thế giới tây phương cực lạc, A Di Đà Phật cùng chư Phật như lai. diễn nói tất cả diệu pháp không hề gián đoạn tại vì sao chúng ta phải đến thế giới cực lạc nguyên nhân chính ngay chỗ này cái thế gian này chúng ta nếu muốn nghe phật pháp quá khó thật không dễ gì hiện tại thế gian này người nói pháp quá ít Chúng ta rất muốn học tập, gặp được cái cơ duyên này. Cho nên chúng ta muốn đi đến thế giới cực lạc, duyên của thế giới cực lạc thù thắng đệ nhất. Tất cả cõi nước chư Phật đều không thể so sánh. Phật nói pháp, Bồ Tát nói pháp, bản lành nói pháp. Bao gồm tất cả hữu tình vô tình thấy đều nói pháp, mà còn ngày đêm không gián đoạn. Không luận tu học pháp môn nào trực tiếp được truyền thụ của Phật, không phải gián tiếp. Đây là nguyên nhân căn bản chúng ta muốn giảng sanh thế giới cực lạc. Nguyên nhân thứ hai, thế giới cực lạc tuổi thọ dài lâu. Cho nên ngay đời này quyết định thành tựu không cần đợi đến đời thứ hai mười phương thế giới chúng ta nếu muốn thành tựu đều phải trải qua thời gian rất dài ba đại a tăng kỳ kiếp vô lượng kiếp chúng ta ở cái thế gian này xã thân thọ thân không biết bao nhiêu lần đến thế giới tây phương cực lạc không có cái phiền não này Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Được đại tự tại Những điều này đều là nói rõ Tại vì sao chúng ta nhất định Muốn cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc Chân thật yêu cầu Nhất định chúng ta phải xả bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước Của chính mình Cái thứ này gọi là nghiệp chướng không những chướng ngại chúng ta tu hành chướng ngại chúng ta khai ngộ chướng ngại các loại làm thiện của chúng ta chỉ cần có những thứ này tồn tại chúng ta nhất định tạo tác tất cả nghiệp bất thiện tạo tác tất cả nghiệp ác quả báo ở ba đường vậy thì có đáng không thiên đường địa ngục chính ở ngay một niệm một niệm thiện cảm được là thiên đường một niệm ác thì địa ngục hiện tiền hiểu rõ cái đạo lý này thấu đáo chân tướng sự thật hà tất phải tạo ác bạn tạo ác thực tế mà nói với lợi hại của người khác rất ít có thể nói là không tính kể vào đâu nếu như là một người giác ngộ bạn tạo ác không chút phương hại nào đối với họ cũng giống như vị nữ tu này bạn dùng các loại hành vi bất thiện đối đãi bà hủy bán bà nhục mạ bà hãm hại bà bà không hề động tâm bà không hề bị chút tổn hại nào bị hại là chính mình chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này Người tu hành Gặp phải vũ nhục Hãm hại của người khác Không những không có phiền não Trong lòng trái lại Sinh ra cái tâm cảm ơn Vì sao vậy? Nghiệp chướng từ vô thị kiếp của ta Bị tiêu mất Họ hãm hại ta Là tiêu nghiệp chướng thay ta Ta cảm kích còn không kịp làm sao ta có thể có một niệm bất thiện đối với người cho nên người chân thật tu hành không luận thuận cảnh nghịch cảnh thiện duyên ác duyên đều là có lợi mà không hại vì sao vậy cảnh giới chuyển đổi lại sẽ không bị ảnh hưởng của cảnh giới bên ngoài cái này gọi là chính mình được thiền định chính mình được nhất tâm không còn bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng đạo nghiệp ngay đời này nhất định thành tựu danh vọng lợi dưỡng năm dục sáu trần không hề động tâm cũng có thể bắt chước phật bồ tát ứng cơ nói pháp hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức Nhập cảnh tùy tục Kết thuyền duyên với tất cả chúng sanh Đều được đại hoan hỷ Tôi buổi chiều 5 giờ hôm nay Tham gia buổi lễ Của Ấn Độ Giáo Bởi vì Tối phải trở về giảng kinh Cho nên tôi 6 giờ thì phải ra về Họ sau 6, 6 giờ có biểu diễn Tôi không đến kịp để xem Trong buổi lễ điểm tâm Mà họ làm chiêu đãi quan khách Tôi cũng ăn Hân hoan vui vẻ ở mọi lúc và mọi nơi ngay trong tất cả cảnh duyên gìn giữ tâm địa chân thành thanh tịnh bình đẳng từ bi của chính mình đây gọi là tu hành đây mới là chân thật tâm không bất thiện cảm được cõi nước chính là quốc vô bất thiện cho nên chúng ta nhất định phải ghi nhớ Thế giới Tây Phương cực lạc Là thế giới thuần thiện Người giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Mỗi mỗi đều là thiện tâm, thiện hạnh, thiện niệm Chúng ta học Phật Nếu không đạt đến được cái tiêu chuẩn này Thì không thể nắm được phần giảng sanh Đạt đến được cái tiêu chuẩn này Giảng sanh là khẳng định, nắm chắc Việc này mọi người nhất định phải ghi nhớ Kỳ thật Thế giới cực lạc Những loài chim này Phật chính mình cũng nói rõ Thích Ca Mâu Ni Phật Nói với chúng ta Nhữ vật dị thử Điểu thật thì tội báo sở sanh Đây chính là nói rõ Thế giới cực lạc Những chúng chim nói Pháp này Chúng không phải là do nghiệp báo sanh Là do a di đà Phật Biến hóa ra a di đà Phật Dùng cái phương pháp này Để giúp chúng ta Giác ngộ giúp chúng ta nâng cao cảnh giới. Thế giới Tây phương chúng ta đều biết có bốn độ ba bậc chính phẩm. Chúng sanh thế gian này của chúng ta sanh đến thế giới cực lạc. Tập khí của chúng ta vẫn chưa đoạn. Tập khí gì vậy? Nghe pháp. Đây là tập khí tốt. Nên gọi là thử phương chân giáo thể Thanh tịnh tại âm văn Chúng ta đến thế giới Tây Phương cực lạc Dùng toàn bộ thời gian tinh lực của chúng ta Ở nơi đó học tập Phật Pháp Cũng giống như đi học vậy Từ trong nghe Pháp mới có thể đạt đến đại triệt đại ngộ giác ngộ cứu cánh viên mãn đây là theo căn tánh của chúng ta cho nên tổ sư đại đức nói thế giới cực lạc các chim sáu trần đều là tên gọi đẹp của tánh đức cách nói này nó được rất hay nó được dịu tánh đức của như lai cũng là công đức tự tánh của chúng ta lưu lộ ra